Em chào các bác, hôm nay thứ mấy thứ hai nè, khoảng 5 giờ nha. Em có ít đồ lại quay giới thiệu với các bác. Bác nào quan tâm liên hệ em 0933 636 126, số điện thoại em để dưới tiêu đề nha. Hôm nay em có mấy cái máy rửa xe một pha nè, mấy thùng cách âm nè, máy nổ nè, rồi linh kiện phụ kiện của máy rửa xe nha. Đó, còn đây là đồ trong nhà em vẫn còn khá khá. Mới đẩy con CNC đi rồi nên nó rộng chỗ. Rồi, đầu tiên thì ở đây em có cần nhá, cần nối súng nha anh em. Em gắn sẵn nối nhanh cho anh em luôn rồi nè. Đó. Cần nối inox, cần này dài 4 tấc nè. Đây 6 4 tấc, cái này 5 tấc hay 6 tấc ta? 6 tấc. 5 tấc rưỡi 6 tấc gì á, 8 tấc mét. Đó. Đầy đủ nha. Này cái màu xanh này khoảng 20 cần. Cái cần này về anh em gắn vô súng là dứt thôi nha. Vặn cái này bỏ ra, cái là cái nối này bỏ ra, cắm vô đây cái là thành cây súng nha. Đó. Đó, anh nào quan tâm cái phụ kiện máy rửa xe liên hệ em nha, cỡ nào cũng có nha. Bét bung gì tùm lum kiểu này. Mấy cái này thì nó trả bao nhiêu tiền nó linh tinh nha. Đó. Đủ loại đủ lỗ luôn nha, cái lỗ 035 là cái lỗ chạy cho mấy con 13 lít khó mua, cái bữa nay mua được luôn rồi đấy, nhiều lắm. Cái này đâu ra chắc cỡ ngàn cái, nhiều lắm đó. Anh em có cần cái này mà cần không biết dùng lỗ bao nhiêu thì liên hệ em nha, cứ chụp hình con máy rồi đưa cho em là em tự hiểu là em đưa bé cho nó hợp lý luôn. Cái này có 25 ngàn cái thôi, không nhiều đó. Cái này phụ kiện inox về nối cho anh em nè, nối đấu dây nước hồi á. Cái này là cà rá 17 13 để gắn đồng hồ, cái này 21 13 để gắn đồng hồ luôn cho mấy con mà răng 21 á. Đó, ốc bịt 9 ly 6 nè, 13 ly nè, 27 nè, 27 cho mấy con đầu da nó hay bị mất á. 21 27 nè, bằng inox hết nha, đồng hồ các kiểu luôn. Đó, mấy cái linh tinh này thì nó trả bao nhiêu tiền đâu, đồng hồ này 120 cái nha anh em, đồng hồ áp 100 200 hay 400 gì cũng bằng đó tiền nha, một giá nha. Đó, đồng hồ dầu nha anh em, về gắn cho mấy cái đầu cao áp hay đầu xịt thuốc, cái đầu xịt thuốc thì anh em mua cái 100 thôi nè, 100 nè, mặt đứng mặt nằm gì có hết nha, chân đứng với lại chân chân nằm á, mấy cái đầu da thì hay gắn cái chân giữa. Cái này 100 nè, đó về anh em xịt nửa kim mà là 100 chứ chỉ xài nửa kim thôi nha anh em. Đó, đồng hồ chân giữa là như thế này, chân giữa này. Cái này 400 F 400 đó. Cái này tí xứ mua về chế đồ nhập thử mấy cục về T 28 này. Đó là linh ta linh tinh. Ở đây em có hai con motor nha, con này ba pha móc lên hai chơi 380 luôn rồi nè, con này đẹp nè. Đó, của hãng ni ni phích gì đấy, đi nguyên con luôn. Cái này chặt trong cái đầu rửa xe ra nha, dây đồng nó còn vàng ươm đó. Con này về anh em cắm điện 380 được chơi thôi, tại em móc lên 380 rồi. Con này bán anh em 1.800.000 nha, 1.800.000. Con này con Hitachi nè, vỏ gang nên nó sẽ xét teng teng ở ngoài nha em. Đó, còn zin nó zin nguyên con luôn, nó chạy dòng điện 200 luôn. 220V. Cho mấy cái chỗ điện yếu anh em đút nó vô là lực lúa nha, 1.3 kW. Con này bán cho anh em 2 triệu 7 nha. 2 triệu 7 con này. Zin nó là 200V luôn, chưa phải làm gì hết á. Đó, con này nó nặng trịch à. Hình như nó phải 40 kg có. Đó nó. Anh em về có điện yếu rồi đút vô là chơi nó thôi nha. Đó, xong. Rồi đây em có con máy dầu nha. Máy dầu là 75 nè. Con này bán anh em 1.3 triệu ngựa nha, 1.3 triệu ngựa, cứ phải là nhanh lên thôi. Đó, khá là đẹp luôn, nó zin nguyên con luôn, chưa có bổ bọng cái gì nha. Đó là 75, xác của con 10 ngựa đó. Có cái bình dầu nó bị thủng em hèn nó lại nha. Đó. Nó
nó bị va quẹt vô nó thủng hàng nó lại thôi. Còn tất cả là zin hết nha, lốc phía còn rất là đẹp nha. Mấy cái linh tinh bằng sắt này thì nó teng teng tem nó này. Đó chịu ba ngựa nha anh em. Dịch cái là nổ à, con này vừa dịch vừa đè luôn. Rồi. Chuyến sau em về khá là nhiều ha, 410 nè, mấy cái dàn tự hành nè, mấy con siêu to khổng lồ gì á, để đăng kiểm xe xong em mang về. Đây em có con GB180, con này bán cho anh em bao bao từ ANZ luôn, bao nổ luôn, 3,5 triệu nha, đẹp keng luôn, mất cái áo chụp bô nha. Đó đó anh em nhìn cái bô là biết nó ít dùng vậy ha. Đó, GB180 bình xăng nhựa, không có lo gì xét hồ hết về mới chanh chẹp một tiền. Rồi đây em còn hai con mới đập thùng cách âm ra nè, cũng GB180 luôn, thùng cách âm đập ra nha, với con 182 bán cho anh em 2,7 triệu cục nha, bao hơi bao lửa, 2,7 triệu cục, bao hơi bao lửa. Hàng này thì khỏi che rồi, quá đẹp luôn nè. Bình xăng nè, cổ bô anh em nhìn là thấy rồi. Đó, mới chen chẹt luôn. Đó, đập thùng cách âm nha. Con này cũng vậy luôn, con này cũng đẹp, cái bô này chưa cháy luôn nha. Dịch thùng cách âm, con này lửa ra là đẹp, nó dính cái đất bẩn bẩn này. Mấy cái này không phải là em bổ ra đâu nha anh em, thằng Nhật nó dán keo nha, chứ mua hôm bữa có mấy anh về bảo em bổ máy ra tội em nha. Đó, zin nó như vậy nha, không phải là em bổ đâu nha. Con nào nó cũng dán keo lòi ron ra nha. Đấy, con nào nó cũng dán lòi ron ra nha, chứ không phải không đâu nha. Nè, lòi tùm lum nè, về lại bảo em bổ ra nữa chịu luôn. Đó, này bao zin cho anh em hết luôn đó. Rồi. Đây em vẫn còn con inox rồi nha, em có một con to lắm, to gấp 2 lần con này luôn. Nó chạy còn 16 ngựa. Sao em mang về em quay. Con này bán cho anh em 3 triệu nha, to đùng luôn. Bao lăn em thôi nha. Đó, nước của nó tối đa là 72 lít một phút. Con này còn đẹp keng xè beng luôn, ti inox nha anh em. Đó, tựa ra là len keng luôn đó. Rồi. Tiếp đến đây em có hai cái thùng cách âm nha. Con này 13 lít M100 nè, kéo con máy 132 này, đầu cháy bí anh em. Con này bán cho anh em 5 triệu bao hơi bao lửa nha. Đó, bao hơi bao lửa. M100. 120 gì đó, 13 lít. Bao hơi bao lửa. Con này khá là đẹp nha, dính mấy cái linh tinh này thôi chùi ra rất là đẹp nha. À, quay lòng vòng cho anh em xem. Này 132 đó. GB132 OHV nè, đó. Con này con Giang Ma nè. Giang Ma. Con này 150 nha. Con này thì 6 triệu bao hơi bao lửa nha anh em. 6 triệu bao hơi bao lửa. Đó, quá đẹp luôn. Mới chắc chè là nó dính mấy cái linh tinh nữa thôi. Đầu ý nha. Đầu ý. 6 triệu bao hơi bao lửa, 5 triệu bao hơi bao lửa cho anh em nha. Đó. Khỏi ít bơm hơi, sau em dọn nó ra để em quay cho anh em ha. Nay thì lên chút vậy thôi. Rồi ở đây thì em có mấy cái đống này. Đống cao áp nha. Cao áp này một pha về cho anh em kinh doanh kiếm tiền Tết nè. Con này là con Anto nha. Motor nó này anh em. 3HB một pha zin 220 luôn. Cái đầu này thì F200 nha, nhưng mà chạy trên con này chạy có 100 với lại 101 thôi. Thì nói chung ba người chỉ chạy được như vậy thôi, không hơn được nha anh em. Đó. À, con này mà đầy đủ phụ kiện luôn. À, bán cho anh em súng Đài Loan thì là 10,7 triệu nha. Súng Ý thì bù thêm cho em ít nha. Súng Ý bù thêm 800.000 nha. Đó, súng mới. Súng Ý mới á. Đó.
Còn súng Đài Loan thì 10.700.000, súng ý phụ kiện ý vô thì thêm 800 nha. Đó, em có nói rõ ràng như vậy, chọn bộ đầy đủ dây súng luôn, không thiếu về, anh em chỉ việc cắm điện vô thôi. Đó, dây ở bên em có đầy đủ nha, muốn mua lẻ, mua dài, mua ngắn gì cũng có nha, tại vì em có máy em bấm ra nên em không quan tâm anh em mua nhiều cắt bấy nhiêu. Rồi xong nha. Còn con này là con 4 ngựa motor mới nha, bởi vì hàng bãi Nhật không có điện một phe đâu, hàng Ý mới có, nhưng mà chỉ có còn 3 ngựa thôi, không có hơn. Con này mua motor mới về nhập vô em đóng nha, motor Barama công nghệ của Úc nè. Tất nhiên là mấy cái đồ này thì phải ở China mà ra thôi, chứ làm gì có Úc nó bay qua tới đây nó bán cho mình. Đó, đồ Việt Nam mình nói thẳng luôn là đồ tàu khựa không à, nó bay qua cho gần cho rẻ. Vẫn có đồ Nhật nhưng mà giá nó không phải là như vậy nha anh em, nguyên cái tiền vận chuyển ở bên châu Âu về đây thôi là chết mẹ luôn. Đó thì anh em xem nhiều anh em cũng biết rồi. À, con này 4 ngựa ép làm việc nó 150 nha, 140, 150. Đó, thì chọn bộ con này á, em bán 12.600.000 nha, 12.600.000. Súng ý luôn, súng ý mới cho anh em luôn. Đó, con này 4 ngựa, tắt hơn kia chốc vậy thôi. Đó, bên em ráp đầu rất là đẹp nha anh em, gia công rất là chi tiết tỉ mỉ nha, rất là khít nha, những cái chỗ nối như vậy nhìn rất là đẹp nha. Đó, không có dư giả ra nhiều đâu, tại vì bên em có đầy đủ máy tiện máy phay nên gia công mấy cái này rất là đẹp nha. Máy phay và máy tiện ít hôm nữa em về em để đây, em đang để kho trên làm cho lẹ. Đó, bên em ráp đồ rất là chuẩn luôn á, em ru rù luôn. Và anh em nói chung là chỉ việc cắm điện là chơi thôi nha, còn anh em mua đầu rồi thì bên em vẫn có. Như con này 5 ngựa chạy S 150 nè, 15 lít này, 150, 160 nè. Đó, đầu mở đúc 2HB nha, tên nó là 2HB chứ không phải nó là 2HB nhá, cái đầu này đầu 5 ngựa nha anh em. Đó, đó rất là đẹp. Như con này bên em bán là 14 triệu cho anh em nha, đầy đủ đồ dây súng luôn, súng ý luôn. Đó, rõ ràng như vậy đó, máy dây súng về việc anh em chỉ việc cắm điện thôi, không thiếu cái gì nha. Đó là hàng cao áp bên em, còn mạnh hơn nữa thì anh em phải dùng 3 pha nha, 3 pha bên em vẫn có nha, 10 ngựa, 15 ngựa, 20 ngựa nha. Đó thì hôm nay em lên trước là mấy con nhóc nhóc này thôi, trong cái phân khúc xài kinh doanh kiếm tiền test thật, anh em có điều kiện mua về sử dụng gia đình nha. Đó, à quên, em đây còn con nhóc nữa đây, rẻ hơn khúc nữa nè. Con này 3 ngựa Maruyama nè. Đó, con này thì bán cho anh em 7 triệu đầy đủ dây súng luôn nha, 7 triệu. Nó 3 ngựa 3 pha, em chuyển nó lại về 1 pha rồi nha. Đó, 3 ngựa cháy bí. Đó, cho nó chạy áp tầm 80 là đẹp trai nha, 80-90. Đó, motor Hitachi, con này chuyển nó Fuji hả? Con này chuyển nó về 1 pha cho anh em rồi. Đó, cái mặt này chưa có rửa ra thôi chứ rửa ra là nó đỏ khè luôn. Đó, liền lạc luôn nha, cabo đầy đủ. Đó, cái hộp điện chuyển nó về một pha đó. À, rale nè, rale thời gian khởi động từ nè, khởi động từ thay cho cái mặt vít ấy, tụ nè. Còn anh em thích xài 3 pha thì mình lại lôi nó ra móc lên 380 sạc vậy thôi. Còn chuyển một pha thì như vậy, nguyên xe đầy đủ như vậy nha, 7 triệu nha anh em. Đó, còn anh em có nhu cầu sử dụng liên hệ với em 0933 636 126. Chờ anh em, hẹn gặp lại trong cái video tiếp theo của em.